Nói ba lời này, nghiệp quật không chừa một ai. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này, ai cũng hướng tới một cuộc đời giá trị hạnh phúc và một cái đầu thảnh thơi. Thế nhưng, Đức Phật đã dạy, muốn có được những điều trên thì tuyệt đối có ba điều không thể nói. Và ba điều đó là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Ba điều không thể nói. Đôi khi im lặng là vàng, vì có những điều nói ra chỉ khiến tình cảm sứt mẻ, nhịn một chút cho qua thì thiên hạ ắt thái bình. Điều gây nghiệp đầu tiên đó là nói xấu. Nói xấu thường xuất phát từ tâm lý ghen tị với thứ người ta có mà mình không có. Nói xấu ai đó chỉ cho thấy lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, chứ không thể làm bản thân mình khá lên. Thậm chí chỉ sướng cái mồm nhưng lại hại cái thân không chừng. Trong cuộc sống này, ai cũng có những vấn đề riêng. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Tương tự, khi ai nói xấu mình thì cũng đừng bận tâm. Nói lời xấu xa sau lưng với người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nói lời ác nghiệt không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm tiêu tan hết phước lộc của bản thân. Đây là một trong những lời Phật dạy về ba điều không nên nói. Ở đời, tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Cũng giống như vậy, đừng quá bận tâm khi ai đó nói xấu mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Nói lời ác nghiệt khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại mình, hại người. Còn nói lời xấu sau lưng người khác thì càng nói bạn càng khiến mọi người xa lánh mình. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người ta sinh ra đã có phần thiện trong mình, nên đối đãi với người bằng tấm lòng thiện lương. Mỗi lời thiện có thể ấm ba đông chính là vậy. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách kiểm soát lời nói của mình khi nói chuyện với người khác. Cho nên đưa chủ đề cuộc nói chuyện biến thành cuộc nói xấu, đấu tố người không có mặt ở đó. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói xấu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ gánh nghiệp của mình. Khi ta đang nói xấu người khác, chính là ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Nói xấu người khác cũng chính là bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Đừng để mình có cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng. Điều không thể nói thứ hai đó là không nói lời oán hận. Điều đầu tiên không nên nói đó là những lời oán hận. Chúng thường xuất phát từ lòng hận thù, không hài lòng với một người hay một sự việc nào đó. Khoa học đã chứng minh rằng, mỗi khi sân hận nổi lên khiến cho cơ thể, nội tạng của bạn cũng bị tổn thương ở mức độ nào đó. Thế nên mỗi khi tức giận, tương đương với việc chúng ta tự uống thuốc độc và dần tự hủy hoại bản thân. Vậy nên, khôn ngoan nhất vẫn là tự mình tìm cách hóa giải lòng hận thù để chúng sớm tiêu tan. Mỗi khi gặp điều trái ý, hãy tập nghĩ rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi. Ta gặp họ cũng chỉ một lúc mà thôi. Tại sao không đối xử với nhau thật dễ thương, lưu lại những điều tốt đẹp về nhau? Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu là có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa trời đất mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Người sống trên đời này, phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng đi một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Hãy nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
chuyện rắc rối bạn đang gặp phải chẳng vì phàn nàn của bạn mà tiêu tan. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Nói nhiều lời sân hận, bạn bè, bằng hữu rời xa, mà người khác tức sẽ xem thường ta. Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu, hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hưởng phúc. Điều không nên nói thứ ba là không buông chuyện. Người buông chuyện thường ngồi lê đô mách. Cái chuyện người này là kể cho người khác. Thói quen xấu này rất khó bỏ, vì nó như chất gây nghiện khiến người ta không nói ra thì không chịu được. Câu trên miệng quen thuộc lúc này đó là: tôi nói bà bí mật này, nhưng bà đừng có kể với ai. Thế nhưng cuối cùng thì ai cũng biết, và người ta dần có ác cảm xa lánh bạn. Người thiêu dệt câu chuyện ấy tưởng rằng lời nói gió bay, như một lời vô tình không cố ý, cũng có tính sát thương rất cao, nhất là những lời đó nhằm vào một cá nhân mong manh, yếu đuối. Không ít người đã tự tử chỉ vì một câu nhận xét vô tâm của người khác. Thế nên cần lưu ý thận trọng với lời nói mình nói ra. Muốn được người khác yêu thương, tôn trọng thì bạn cũng nên tôn trọng đời tư của họ. Nếu biết câu chuyện của người khác, hãy cố gắng giấu kín, dành thời gian để từ chuyện đó mà rút kinh nghiệm cho bản thân. Thay vì lãng phí thời gian để đi buôn chuyện thì nên tập trung học hỏi những kỹ năng mới, tự tôi luyện bản thân mỗi ngày. Thưa quý vị, muốn đời hạnh phúc, hãy tu cái miệng trước khi tu thân. Vì cái miệng mang khẩu nghiệp sẽ kéo tạo những hoàn cảnh khó lường, bất phục. Tâm hướng thiện, nói được làm không được, giọng ngữ rất nguy hại. Mọi người không nên cho rằng nói dối có thể đạt được thành công. Phải biết giọng ngữ chỉ lừa được nhất thời chứ không gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng sẽ thành là giác đá đập chân mình. Lưu ý, sống mà ngôn hành trái nhau, nói đến làm không đến cũng là giọng ngữ. Vì vậy, hễ phát nguyện thì ta phải làm tới nơi, nếu không sẽ nhận quả xấu. Năm 2004, tôi và sư đệ quả trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh gây ầm náo, nó khiến chòm sống xung quanh chẳng an. Ông đã tốn rất nhiều tiền mà không trị hết, vội tìm đến chúng tôi xin giải thích dùm. Còn ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả trụ hỏi, có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa, lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên, có con bồ câu đưa thư bay đến chỗ tôi. Tôi bắt nuôi nó mấy ngày, sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà ăn. Con bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó có dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không hả? Ông ta hùng hổ đáp, chẳng hề chi, đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh, cho dù phải thực hiện những điều khó khăn hơn thế nữa, vì con trai tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện thoại quả trụ. Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm theo như lời ông vậy. Thấy con tôi mấy ngày qua tình trạng rất tốt, nhưng mới hồi hôm, nó lại nổi cơn gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không? Có mà, mấy hôm nay
tôi một bề ăn chay, ngày nào cũng tụng bộ kinh Địa Tạng để siêu độ con bồ câu. Không đúng, mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà. Ông vừa nghe xấu hổ, nói: vợ tôi làm sủi cảo ăn tối thèm quá, nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi à. Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào? Ông nói hùng hồn, ngon lành như vậy mà làm không tới nơi. Ông tái ăn mặn để làm tổn hại chúng sinh, thế thì làm sao có thể tha thứ cho ông được? Ông ta lúc đó xấu hổ, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau liên lạc lại, con ông quả nhiên hết bệnh. Con đường tu giống như đi học. Nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ chung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm về kỹ thuật thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn muốn ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa họa gia giáo sư thì bắt buộc phải đậu vào trường đại học mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thi cử, thử thách phải nhiều. Hy sinh càng lớn, học phí cũng bội. Có người quan niệm chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam chi cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng, phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù quan niệm có như thế nào thì, bạn cũng cần nên nhớ kỹ, ăn thịt là sát sinh. Nếu ăn thịt chúng sinh, chúng sẽ không đảm bảo tương lai bạn sẽ sinh làm người. Còn muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn sát đạo dâm vọng. Nếu muốn thành Phật Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng với tâm nguyện mà người ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí. E rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký không phải chỉ có 84 nạn, mà có thể nhiều đến 84.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh tất phải chân thành sám hối thì mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch đã lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích, chống đối, kết bè, dựng phái, chẳng hề biết hành động khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết phải vào địa ngục A Tỳ, thọ tội không có ngày ra. Quý vị thân mến, trên đây chúng ta tìm hiểu về ba điều không nói, ba việc không làm và ba việc không kết giao để hướng một cuộc sống của ta chất lượng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn trong tương lai. Phàm ở đời luôn có công thức xung quanh ta, chỉ cần nắm bắt được nó và thuận theo thì vạn sự sẽ bình an. Phật dạy: sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy,
Có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều, nói dối có hại hay là nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát
từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong mười điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết. Bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn?
chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cứu tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là, một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rộng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay. Nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào
dực thẩm của tội lỗi có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi: ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói: nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân, ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật. Đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người, hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình.
Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn, đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo. Là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tinh sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc, giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành, sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu, cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy, điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau. Người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau, không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người.
chính bạn, chứ không phải ai khác, sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng. Bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì. Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói, có thể in mãi trong lòng, thấu từng tâm can. Lời nói là vô hình, mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ác sẽ xa lánh, quyên rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, dấu ít ngữ, ngôn mạc, dông thuyết, bất can kỹ sự, mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời dấu ít, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Trở nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện
để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ. Không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra 2 con mắt để nhìn cho thấu, 2 tai để nghe cho hiểu, 2 chân để đi cho xa, 2 tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta 1 cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong 4 điều bất thiện thuộc về lời nói. Giọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người,
ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau. Bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức, không văn minh trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn, hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác,
mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cứu tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu,
học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Phúc quả tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước quả vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Đức Phật đã dạy rằng im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, giúp người là đức, chịu thiệt là phúc. Sống trong đời, ai đã làm được những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ viên mãn. Là người đừng xem nặng được mất hơn thua, cũng đừng giằng mành dối trá, mà hãy sống chân thật với nhau. Đừng để hậu vận chúng ta phải ân hận về những gì mình đã từng làm. Là người đừng bao giờ mong ước có cuộc sống quá êm đềm, bởi nếu như thế, bạn sẽ chẳng thể hiểu được rằng cuộc sống muôn vị đắng cay, tủi hờn, hạnh phúc hay khổ đau đều đáng quý như nhau. Những thứ không phải của mình thì đừng cố gắng níu kéo. Những thứ của mình hãy học cách giữ thật chặt. Bởi bạn biết không, càng cưỡng cầu bạn càng khổ hạnh, càng hời hợt đời bạn càng thê lương. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có, học cách sống vui vẻ với thực tại thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Nếu không giàu có, hãy học cách vui vẻ với gia đình ấm êm. Nếu không thành đạt, hãy nhớ rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người nghèo khổ khác. Ai sống cũng cần có hoài bão, tham vọng. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ biến tham vọng thành dục vọng, bất chấp tất cả để đạt được ước muốn. Thành quả ấy, dù có, cũng không thể bền vững. Hãy sống chân thành, giản đơn. Đừng cố tỏ ra thanh cao. Đừng nói những lời hoa mỹ. Cũng đừng phán xét ai. Đời người chẳng ai hoàn mỹ, ngay cả chính bạn cũng thế. Nhân quả nhãn tiền là điều luôn hiện hữu trong đời. Nếu sống hiền lành, chắc chắn bạn sẽ gặp điều thiện lương. Nếu sống gian manh, chắc chắn bạn sẽ gánh lấy lọc lừa. Mỗi người có một số phận riêng, thay vì ngó lên để so bì với những người hơn mình mà oán trách số phận không công bằng, sao bạn không nhìn xuống để thấy rất nhiều người còn khổ nhục hơn ta? Câu nói, đức năng thắng số, quả không sai. Người kiên định phúc đức chắc chắn họ vẫn sẽ bình yên, thanh thản. Người mánh khóe điêu ngoa sẽ gặp đủ gập ghềnh trong đời. Khi nhận ra chân lý của chữ nhẫn, bạn sẽ hiểu được rằng chịu thiệt chính là cách giúp bạn giữ đức, chịu nhẫn chính là cách để bạn dưỡng tâm. Đúc tâm đức tràn đầy, bạn sẽ thấy đời thanh thản. Khi ta biết nhận lấy thua thiệt về mình, im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc, đôi co với người khác chỉ rước thêm phiền toái và khẩu nghiệp vào người. Thiếu kiên nhẫn sẽ làm bạn mất kiểm soát trước sóng gió, đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến đại sự. Trước khi lên án hay mắng giết bất cứ một ai, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ xem mình sẽ tổn thương xấu hổ như thế nào.
đời người không ai biết được chữ ngờ. Sóng gió sẽ xô bạn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lên voi xuống chó là chuyện hiển nhiên, chẳng ai đoán trước được tương lai, nên đừng vội tự mãn. Hết tình thì còn nghĩa, đừng cạn tàu ráo mắng. Bởi hận hay yêu đều là do số phận, nhìn thấu sẽ hết hận. Cuộc đời con người chỉ gói gọn trong hai từ sinh tử. Khoảng giữa ấy là thời gian để ta trả nợ ân tình với những người ta gặp trong đời. Duyên phận một kiếp người, dù là ác duyên hay duyên lành, đều có an bài. Không cầu tức là không có dục vọng. Không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không mang tới hồi đáp. Vì không còn nên không quan tâm được mất, không còn nên chẳng kể có không. An nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người vốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không còn thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình, nên không tranh đoạt thì không tổn thương. Con người ở đời nên học cách im lặng. Im lặng là một ngôn ngữ, là câu trả lời tế nhị. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, bạn sẽ nhận được ba bài học quý giá nhất trong cuộc sống. Im lặng để tiếp thu. Khi người khác mắng chửi, thậm chí nói xấu bạn, đừng tức giận. Nếu họ nói đúng, hãy cảm ơn và tu dưỡng bản thân. Con người không ai hoàn hảo, vì vậy đừng bao giờ phủ nhận khuyết điểm của mình. Cũng đừng tức giận khi lắng nghe những ý kiến trái chiều, dù ngôn ngữ có cay độc đến đâu. Con người nên nhớ rằng, dùng cay độc để đáp lại cay độc, ân oán và hận thù không thể nào biến mất. Đôi khi người sỉ nhục và chỉ trích lại chính là ân nhân lớn nhất của đời ta. Im lặng để tha thứ. Nếu người khác làm điều không phải với bạn, thậm chí nhục mạ và cướp đi tất cả, hãy im lặng và tha thứ. Cuộc đời là bể khổ, có những tổn thương mà người đời đưa trao cho ta, chẳng biết đến khi nào mới có thể lành lại. Những oán hận chẳng thể thay đổi hiện tại, mắng chửi cũng không giúp bạn nhận được một câu xin lỗi thật tâm. Oán niệm bạn mang chỉ càng khiến lòng bạn thêm một rũ mà thôi. Vì vậy, thay vì dùng lời nói, hãy hành động, để những ai từng coi thường và hãm hại bạn phải nể phục và xấu hổ. Im lặng để trưởng thành. Con người sống ở trên đời, không ai là không khổ. Khi buồn giải bày là điều cần thiết để khiến lòng thanh thản. Nhưng đôi khi nói quá nhiều, đặc biệt là với người không phù hợp, bạn sẽ bị đánh giá là kẻ yếu đuối, nhu nhược. Thậm chí nỗi buồn của bạn có thể trở thành câu chuyện phím trên bàn tiệc của kẻ khác. Chẳng ai hiểu được sự đau đớn của bạn bằng chính bạn. Đôi khi im lặng là để giúp bạn thân tỉnh lại, đồng thời giúp người khác không bị muộn phiền bởi những chuyện không thuộc về họ. Gạt cái tôi sang một bên, an lạc ngắm nhìn cuộc sống, chấp nhận thiếu sót của bản thân. Tha thứ cho mọi nỗi phiền muộn, đó là giá trị cốt lõi của im lặng. Khi làm được điều đó, đồng nghĩa bạn đã thật sự trưởng thành. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc, có rất nhiều điều khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay có những sự bất công, uất ức. Tuy nhiên, đôi khi im lặng là vàng. Cũng giống như lời Phật dạy, im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. Bốn tình huống, sự im lặng có giá trị hơn lời nói cả ngàn lần. Im lặng là cách tốt nhất để bạn biết bạn, biết mình là ai. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ, thì duyên cũng hết. Cứ nói lời cảm ơn, chứ đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem nhẹ bạn, thì hãy cứ bỏ qua. Càng để tâm lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Khi bị người khác nhục mạ, đừng nói lời vô nghĩa. Đời người chẳng ai có thể may mắn mãi được. Thế nên, khi bị người khác nhục mạ, thì có nhiều người sẽ suy nghĩ, cảm giác bực tức. Nhưng cách để cư xử tốt nhất chính là
mặc kệ họ. Việc của bạn là chỉ quan tâm lo cho cuộc sống của chính mình mà thôi. Ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị chính là một tật xấu của nhiều người gặp phải. Việc ghen tị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của một người. Thế nên, nếu như bản thân muốn có những điều tốt đẹp, thì hãy nhắc nhở bản thân mình tích cực, hành thiện, làm việc tốt. Khi được người khác khen ngợi, đừng nói lời ngông cuồng. Khi được người khác khen ngợi vì bạn làm được việc nào đó, thì đừng vì thế mà vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống này, rất cần những lời khen, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở nên tự đại. Người thường xuyên nói lời ngông cuồng thì chắc chắn sẽ chỉ nhận về sự chán ghét của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng để có được sự thành công thì ngoài bản thân bạn ra, còn rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị cay đắng ngọt bùi, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Vậy nên sống ở đời có những lúc lật bất tòng tâm, thì hãy tùy tự nhiên ấy cũng là thuận với đạo làm người. Có những người không thể cưỡng cầu thì cười nhẹ bỏ qua. Có những con đường không thể không đi thì cần chi phải ngại. Khi không có mặt trời thì hãy học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây. Khi không có hương hoa thì hãy học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn, cuộc sống gập ghềnh nhưng chân thành mới là bến đỗ. Mắt khẽ cười mới có thể thấy được cảnh đẹp của trời đất, tầm đơn giản mới thấy đời mộc mạc. Đời người trăm ngàn sắc thái, nhưng thành thật giản đơn lại là điều đẹp nhất. Cuộc sống cũng như cuốn sách, có người tính cách khác nhau, sách cũng khác nhau. Tuổi trẻ thì như mưa rào gió lớn, lúc về già thì như bọt nước mưa thu. Đời là bể khổ, nhưng kiên trì sẽ biến khổ thành vui. Người gian dối lấy chân thành cảm hóa, kẻ hung hăng thì từ bi hóa độ. Nhẫn nại là tu hành, khổ đau là một quá trình mà kết quả chính là sự thăng hoa. Thế nên, bất luận là như thế nào, nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta đều cần nhẫn nại. Cái nhẫn không chỉ là vạn sự hòa hợp, mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra. Nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược, mà là thể hiện của bậc thánh nhân. Chịu thiệt thì dưỡng đức, mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm. Từ cổ chí kim, những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này. Câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm. Hàn Tín cam chịu nỗi khổ nhục chùi hán. Khang Hy vì diệt trừ Ngào Bái, dẹp loạn tam phiên mà âm thầm nín nhịn nhiều năm. Tăng Quốc Viên có câu danh ngôn rằng: nhẫn được nghìn sự phiền, thu được một tâm sáng. Có thể bạn đang trải qua thời kỳ đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, nhưng xin hãy kiên trì thêm một chút, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến những thống khổ. Nhưng hãy trở thành một chú bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn. Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình. Bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương. Bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy. Nhìn người cũng phải nhìn mình. Trách người thì phải hỏi tâm. Cuộc sống là một vở kịch mà chúng ta là những diễn viên luân hồi vạn kiếp. Vai diễn đổi đời, được mất hơn thua, cũng như mây chiều gió thoảng. Không có tiền thì còn nghĩa. Xóa đau thương để đổi lấy tình thương. Yêu và hận chỉ là trò đùa số phận. Nhìn thấu rồi sẽ hết hận, hết mê. Có những lúc vì được mà vui, bị mất mà sầu.
Nhưng mất hay được cũng có gì khác biệt. Bởi thế nhân được mất cân bằng, không có mất thì nào đâu có được. Đời người chỉ nằm giữa hai chữ sinh và tử. Cả quá trình là trả nợ cho nhau, ân oán hết thì đường ai nấy bước, gặp nhau rồi cũng bởi một chữ duyên. Thế nên xem nhẹ được mất, ấy là người minh trí. Gặp nhau rồi hãy sống thật với nhau, đừng để một ngày kia cất bước ngoảnh đầu, nhìn để tiếc nuối cho nhau. Chiều ngược của Ma Ni Luân. Thoạt nhìn người ta dễ tưởng ông là nhà sư mặc thường phục, bởi ông có một gương mặt sáng, còn cái đầu thì tròn và láng bóng. Với tài ăn nói rất duyên lại nhiệt tình, vì thế khách mà đến dù có mua hàng hay không cũng dễ trở thành người quen của ông. Tên thật của ông là Đỉnh, người quen thì gọi là ông Sáu, hay đầy đủ hơn là ông Sáu Đỉnh. Cái tên ông nghe vừa nhọn vừa cao chót vót, nhưng rất lạ là nó phản ánh được cá tính của ông, vì ông có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Ông thường hướng dẫn người mua rất tận tình, ông giải thích say mê, nhưng không hẳn là ai cũng hiểu hết những gì ông nói. Ông có một tủ trưng bày hàng nhỏ nằm trong một cửa hàng to, loại cửa hàng có nhiều người cùng bán các mặt hàng khác nhau để chia sẻ tiền thuê mặt bằng. Cửa hàng này bán một mặt hàng khá đặc biệt là các loại pháp khí thờ cúng và sản phẩm văn hóa Phật giáo. Với loại hàng hóa này, người ta không gọi là mua mà là thỉnh, và luôn rất hoan hỷ, không mặc cả hay so đo đắt rẻ. Mỗi khi đến đây, người ta thường đấn ná rất lâu, bởi kinh sách luôn có oai lực giữ chân người, và người ta như tìm được chút bình yên hiếm hoi bên dòng đời náo nhiệt bên ngoài. Trên tường phía sau cái tủ kiến bày hàng của ông Đỉnh có treo khá nhiều tấm vải họa hình các vị Bồ Tát Kim Cương Thừa với màu sắc vô cùng rực rỡ. Xen kẽ trong đó là những bức tranh thêu các họa tiết, các câu chú bằng tiếng Phạn, tạo một ấn tượng mạnh và linh thiêng mỗi khi người ta ngắm nhìn. Phần đông khách hàng còn khá lạ lẫm và rất hiếu kỳ với những hình tượng của dòng truyền thừa Mật giáo. Họ thường hay nêu những thắc mắc, vì vậy mà ông Đỉnh cứ luôn là người thuyết minh không ngớt để giải thích cho mọi người. Bên trong chiếc tủ kiếm của ông còn có nhiều bảo vật có kiểu dáng càng lạ lùng hơn. Đó là những cái chén men, chén pha lê hay kim loại chạm khắc biểu tượng Cát Tường dành cho việc cúng bái, và còn nhiều bảo bối khác nữa mà trong đời lần đầu tiên người ta nhìn thấy. Buổi sáng hôm đó, tôi và vài người khác đang cùng háo hức quan sát và hỏi han về các pháp khí độc đáo ấy, thì ông Đỉnh mang ra một chiếc hộp gỗ có lót nhung. Rất cẩn thận, ông lấy một vật từ trong hộp ra, cầm trên tay ông nói: "Xin hỏi có ai biết đây là vật gì không?" Rồi không đợi câu trả lời, ông tiếp: "Nếu ai có duyên thể thỉnh chiếc Ma Ni Luân này." Đứng kế bên tôi lúc đó là một ông khách có tướng mạo khá bệ vệ, nãy giờ yên lặng đứng xem, bỗng lên tiếng: "Sao lại phải có duyên mới thỉnh được?" "À, vì cái Ma Ni Luân này không bán." Ông Đỉnh điềm nhiên trả lời. Người khách bệ vệ tỏ ra thích thú, ông nói: "Hay à nha, vậy làm sao để thỉnh?" Lúc này lại có thêm vài người khách khác vừa đến cửa hàng, thấy lạ liền tụm lại trước cái tủ kiến, hào hứng theo dõi câu chuyện. Ông Đỉnh tay cầm chiếc Ma Ni Luân đưa gần lại cho mọi người xem, rồi ông kể: "Đây là một kỳ duyên khi tôi hành hương đến Tây Tạng. Ở xứ sở này, người ta luôn quay Ma Ni Luân. Khi di chuyển, họ cũng không ngừng quay và trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum. Đây là một pháp tu vô cùng lợi lạc. Mỗi vòng quay, người ta tịnh hóa được vô số tội lỗi của mình. Trong kinh Phật dạy rằng, Ma Ni Luân tượng trưng cho tất cả phẩm hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương. Để làm lợi lạc cho chúng sinh, chư Phật, chư Bồ Tát đã thị hiện trong đó để tịnh hóa tất cả các ác nghiệp và chướng ngại của chúng sinh,
giúp chúng sinh thực chứng trên con đường giác ngộ của mình. Nói đến đó, ông dừng tay và chỉ cho mọi người xem rồi nói tiếp. Chiếc ma ni luân này làm hoàn toàn bằng thủ công, cực kỳ công phu và sắc sảo. Rồi ông mở phần nắp ở trên, bên trong đó là một cuộn kinh màu đen bóng được cuốn tròn. Khi ông định kéo thẳng cuộn kinh ra, thì đó không phải là giấy, mà là một mảnh da trâu có khắc thần chú Om Mani Padme Hum cả hai mặt. Khi buông tay, miếng da trâu tự cuộn tròn lại gọn ghẽ trong lòng ma ni luân. Mọi người trầm trồ xích xoa với sự khéo léo, thì ông đỉnh lại kể tiếp. Đây là chiếc ma ni luân của một nhà sư tu hành theo pháp môn Mật Tông. Ma ni luân còn được gọi là kinh luân, vì khi ta niệm chú và quay vòng thì câu kinh bên trong cũng xoay theo. Mỗi vòng quay thần chú có oai lực hoàn thiện đạo đức, loại bỏ các nghiệp xấu và tích lũy vô lượng công đức cho người hành trì. Điều hết sức đặc biệt là khi ta niệm chú và quay theo chiều kim đồng hồ, tức là ta tích lũy công đức trì niệm cho chính bản thân ta. Còn ngược lại, khi dòng ma ni luân quay ngược, thì công đức trì niệm ấy không là dành cho ta, mà là để hồi hướng cho khắp các pháp giới và chúng sanh. Chiếc ma ni luân này đã được truyền thừa nhiều đời, và nhà sư sở hữu sau cùng trước khi về miền đất Phật đã có nguyện rằng sẽ tặng cho ai có duyên, và người sở hữu nó nếu có điều kiện thì cúng dường tùy hỷ vào việc từ thiện nhằm giảm thiểu đau khổ của các chúng sanh khác đang khắc khoải ở ta bà. Nhờ kỳ duyên này tôi đã thỉnh được, nhưng không định giữ riêng cho mình. Nghe đến đây, người khách có dáng bệ vệ đã hiểu câu chuyện. Ông ta lên tiếng: "Tôi muốn là người kế tiếp sở hữu, cho biết tôi cần đóng góp như thế nào?" "Tùy tâm thưa ông, hãy cùng chúng tôi làm từ thiện." Ông đỉnh trả lời: "Cho tôi mượn xem." Ông khách nói: "Xin mời ông." Vừa nói, ông đỉnh vừa trao chiếc ma ni luân. Ông khách đưa hai tay đỡ chiếc ma ni luân, rồi quan sát kỹ từng chi tiết, từ cái tay cầm gỗ cho đến các mối kim loại được uốn và ghép lại với nhau thật khéo léo. Khắp bề mặt của ma ni luân là những câu chú và các hoa văn khắc bằng tay tinh xảo. Sắc diện ông khách bỗng nghiêm nghị, miệng ông niệm chú và ông bắt đầu quay chiếc ma ni luân theo chiều kim đồng hồ. Phần cuối của sợi dây trên thân ma ni luân là miếng kim loại tròn, cả hai mặt cũng đều có khắc thần chú bắt đầu chuyển động. Xung quanh mọi người như nín thở để quan sát. Được vài vòng thì ông khách dừng tay và dẫn niệm chú. Ông khách lại tiếp tục quay, nhưng lần này thì vòng quay lại ngược chiều kim đồng hồ. Không giống lần trước, với chiều này thì chiếc ma ni luân xoay tít. Đứng kế bên, ông đỉnh cũng niệm chú, rồi những người khách đứng xem tự nhiên đồng loạt cũng niệm theo. Trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, những người có mặt như quên mất sự hiện hữu của mình. Một lúc sau, ngừng quay, ông khách có dáng bệ vệ đứng lặng thinh, rồi như sực tỉnh, ông nói: "Mô Phật, tôi không dám sở hữu cho riêng mình." Xung quanh ai cũng ngạc nhiên chưa kịp hiểu, ông đỉnh đã lên tiếng: "Sao vậy thưa ông?" Ông khách nói tiếp: "Chiếc ma ni luân này chứa vô lượng phước đức. Tâm nguyện của nhà sư kia là muốn dùng nó như cái duyên tiếp nối để tạo thêm hữu ích cho đời. Tôi xin đóng góp chút tài chính vào việc từ thiện, nhưng để sở hữu riêng thì tôi không dám." Nghe vậy, ông đỉnh không nói gì mà chỉ chắp tay mô Phật. Nói xong, ông khách cầm chiếc ma ni luân quay sang đưa cho tôi và nói là hãy quay thử theo chiều kim đồng hồ. Làm theo lời ông, tôi thầm niệm chú và bắt đầu quay. Sợi dây đính trên thân chiếc ma ni luân căng lên và từ từ chuyển động. Do chưa bao giờ quay nên tôi đã cố dùng hết sức của mình để quay, nhưng vòng quay lại vụn về và rất chậm. Rồi bỗng nhiên ông khách kêu tôi ngừng quay và đảo ma ni luân quay theo chiều ngược lại.
tôi tiếp tục làm theo lời ông. Dù cũng vẫn là lần đầu tiên quay, nhưng ở chiều này, chiếc ma ni luân lại xoay tít một cách rất dễ dàng. Khi những vòng tròn đầu tiên chuyển động, tôi còn nhìn thấy dòng thần chú trên thân chiếc ma ni luân. Và khi dòng quay nhanh dần, dòng chữ ấy biến thành một dãy sáng chói lòa trong tiếng dù dù phát ra từ sợi dây kim loại vút nhanh trong gió. Chỉ một khoảnh khắc, nguồn sáng ấy đã soi rõ, giúp cho tôi ngộ ra nhiều thứ. Khi ta quay theo chiều thuận, nghĩa là ta đang mong cầu lợi ích cho bản thân mình. Sự tham hữu riêng tư bao giờ cũng khó khăn, trắc trở. Còn khi ở chiều ngược lại, thì dòng quay sẽ nhẹ nhàng như không. Chân lý và điều gửi gắm lại thế gian của nhà sư kia thật đơn giản. Khi ta không mong cầu, thì mọi chướng ngại trên đời tất nhiên tan biến. Một trong những hạnh cao nhất của nhà Phật chính là bố thí. Khi một việc thiện được hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, thì giọt nước công đức ấy sẽ hòa chung vào biển công đức của mọi người, không bao giờ mất đi. Và cũng vì đó mà chiếc ma ni luân ấy đã quay theo chiều ngược từ bao đời nay rồi. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng.